Chiến thuật váy áo cao tay của Ngọc Thảo tại Miss World rằng, đầm bù câu váy lục sắc cực kỳ được lòng fan. Á hậu Ngọc Thảo đã rất thành công trong việc xây dựng chiến lược váy áo cực kỳ khôn ngoan tại Miss World International 2020. Khép lại hành trình một tháng tại xứ sở chùa vàng, ngoài thành tích top 20 như là một phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của cô gái sinh năm 2000. Thứ Ngọc Thảo có được chính là sự yêu mến của khán giả với những lời mến mộ không ngớt về bản lĩnh từ sự tự tin, chiến lược khôn ngoan đầu tư về trang phục. Nguyễn Lê Ngọc Thảo là một trong thí sinh có mặt sớm nhất tại mùa giải năm nay, chính việc này đã giúp cô chủ động trong tất cả mọi hoạt động, vì hơn ai hết bản thân cô hiểu rằng mình lúc này không phải thi thố cho bất kỳ ai mà chính là cho hàng triệu trái tim yêu sắc đẹp Việt đang hướng về mình. Có lẽ, điều khiến Ngọc Thảo có được hoa thơm quả ngọt sau hơn một tháng xuất ngoại nằm ở việc cô đã vẽ nên một chiến lược váy áo đúng cuộc thi hợp tiêu chí được lòng ngài chủ tịch và cả người dân nước bạn Thái Lan. Ngọc Thảo đã nổ phát súng đầu tiên nhằm thu hút sự chú ý của ban tổ chức cũng như người dân xứ sở chùa vàng ngay chính lúc cô khệ nệ hành lý lên đường, chọn bộ dùm xịt màu vàng mang đậm chất người con gái Thái. Sau khi những bức hình của cô rõ rĩ trên các diễn đàn sắc đẹp, ngài chủ tịch Nạ Hoạt đã tỏ ra vô cùng hào hứng cho sự chuẩn bị của một cô gái chỉ mới 20 tuổi. Hiểu rõ nơi mình đang chinh chiến là một quốc gia luôn tôn trọng quyền bình đẳng giới cũng như sự thân thiện đối với bạn bè năm châu bốn bể và cuộc thi mà mình đang đại diện cho vẻ đẹp của người con gái Việt đang hướng đến sự hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, Ngọc Thảo một lần nữa thừa thắng xông lên quyết tâm giật sở họ lì tật tại buổi chụp ảnh chân dung cá nhân. Khác với các đối thủ đều diện những bộ trang phục kiệm vải, ôm body, đại diện Việt Nam cực kỳ khéo léo khi nắm rõ chủ đề của cuộc thi là tôn vinh ẩm thực đường phố. Cô hạ quyết tâm mang đến phần thi này một bản sắc riêng trong một cuộc thi đòi hỏi yếu tố khác biệt. Và không sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn bộ váy cờ lục sắc một biểu tượng của cộng đồng LGBT. Với sự tự tin sẵn có, thần thái trình diễn chuyên nghiệp, tất cả mọi ống kính đều chĩa thẳng về Ngọc Thảo với vô vàn lời khen không ngớt, và cũng chính từ khoảnh khắc này, đại diện Việt Nam đã chính thức nằm trong bảng danh sách những chiến binh sắc đẹp mà tất cả các đối thủ khác phải dè chừng. Những bộ ảnh được thực hiện tại quê nhà hay những hoạt động bên lề trong khuôn khổ cuộc thi, Ngọc Thảo vẫn toát ra năng lượng tích cực của một cô gái trẻ sẵn sàng theo đuổi đam mê và ước mơ của mình, đặc biệt là những màn tạo dáng rất chuẩn gái Thái. Trong buổi ra mắt fan sắc đẹp, mặc dù mang tới 8 bộ váy dạ hội xịn sò, nhưng cô đã đo ni đóng giày cho lần xuất hiện rất đặc biệt này. Bộ váy màu vàng ánh kim phong thủy Miss Grand International cũng chính là sự lựa chọn có tính toán trước sau vô cùng tỉ mỉ của Ngọc Thảo. Trải qua từng vòng thi, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần hoàn toàn khác với những bộ cánh mang nhiều thông điệp khác nhau. Đêm ban kết, Ngọc Thảo chốt hạ bộ váy dạ hội lấy cảm hứng từ chim bồ câu biểu tượng cho sự hòa bình. Cùng với phần tung váy bung tà xuất sắc khiến đương kim hoa hậu và bà phó chủ tịch Miss Grand International hò hét không ngớt. Ngoài sự nỗ lực đáng ghi nhận để khiến mình không bị lu mờ trước các đối thủ, điều khiến Ngọc Thảo ghi dấu ấn đậm nét chính là chiến thuật váy áo có tính toán của chuỗi hành trình 30 ngày bên nước bạn Thái Lan. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.